chắc hẳn các bé vẫn còn nhớ đến Gia Nguyên. Cậu bé đam mê cải lương từ thuở nhỏ và được cha mẹ của mình truyền cho ngọn lửa đam mê bộ môn nghệ thuật này. Phải thật thà thằng ngay, không trộm cắp của người, gian tham sẽ bị chê cười. Vậy mày nói đi. Lần trước Gia Nguyên đã thể hiện hình ảnh của một người em luôn thương yêu và nhường nhịn anh trai của mình. Trong tiết mục Hà Râm Hà Ràng, Gia Nguyên đã để lại nhiều ấn tượng cho hội nhà tiên trong phần trình diễn này. Chính vì thế, Gia Nguyên đang cố gắng hết sức tập luyện để mang đến phần trình diễn tốt nhất.
thằng bé nhỏ bằng hạt thấp, vậy mà dám ngang nhiên đến quỷ phá khu rừng, làm chấn động hang động của ta. Người muốn gì? Ta muốn thả mẹ ta ra. À, thả mẹ ngươi ra. Nếu ta không thả thì sao? Ta sẽ đánh gục ngươi để cứu mẹ. Ta sợ nhà ngươi quá, ta sợ quá. Ông ơi, sao con lại lên đây? Tên khổng lồ hung ác, nó sẽ không tha mạng cho con đâu. Mau tìm cách thoát thân đi con. Không, mẹ nói rừng ơi, con phải cứu mẹ thoát khỏi nơi đây. Vì nếu không có mẹ thì núi đồi có cây trở nên hoang lặng tiêu điều sáng sơ. Coi cũng mơ chờ nhổ bỏ đi. Không
Như vậy thì bây giờ nhà ngươi muốn như thế nào để công bằng với nhà ngươi? À, vậy ngươi hạ thấp xuống bàn tay đi. Lùng ngang nhau thì đánh nhau mới xứng chứ. Lùng ngang nhau đánh nhau mới xứng. Thôi, được, ta chấp thuận lời của ngươi. Bắt đầu. Đánh đi. Đánh đi. Bây giờ ta không đánh nữa. Nè, ngươi vừa hỏi rồi nha. Nếu ngươi không đánh ta thì làm sao ta đánh được nhà ngươi chứ? Chơi gì kỳ vậy? Ta không đánh mà ta nhỏ. Màu hương mới chịu. Hiểu rồi à. Cứu ta cậu bé ơi. Cứu ta dưới. Nè, bây giờ ta nói với ngươi á, là từ đây ngươi không được hiếp đáp chân lành và những em bé nhỏ nữa. Ngươi nghe chưa? Nghe chưa. Dạ nghe. Làm ơn cứu tôi đi, tôi không muốn nhỏ như vậy đâu. Cứu tôi đi mà. Được rồi. Bạn gấu, ghim giùm mình đi bạn gấu. Ta cảm ơn các con. Ta cảm ơn bé trống. Cũng vì lòng hiếu thảo, sự quả cảm can trường mà các con đã đánh bại tên khổng lồ để cứu mẹ. Từ đây sẽ không còn ai đến đây quấy rầy và hiếp đáp các con nữa. Cảm ơn mẹ thiên nhiên. Anh là ba của bé, anh có biết là anh sở hữu một cái báu vật không? Và bé có cái gen di truyền này là từ nhỏ hay là do gia đình tập luyện cho bé à? Dạ không chị, bé thì tụi em không dạy. Dạ. Tự nhiên là thích thôi. Dạ. Mỗi lần thí dụ đi diễn xong thì đi theo coi xong về bắt trước thì. Dạ. Anh có mấy cháu à? Dạ có một. À, chay một đây mà còn theo nghề nữa thôi, còn gì bằng nữa ha? À, ba tập luyện cho con á, ba có rầy la con không? Dạ, có lúc con không tập trung thì ba cũng có. Nghe hả, rầy la con hả? Gia Nguyên ơi, nữa con lớn con có nghĩ rằng con trở thành diễn viên cải lương chuyên nghiệp không? Dạ, con cũng có nghĩ là vậy. Con thích đóng vai kép độc hay là kép chánh hay là vai tính cách? Theo con thì lúc giờ con diễn là hình như là kép mùi không cha? Kép mùi luôn đó. Khi con ra con diễn con tự tin lắm. Rồi hát cũng tốt nè. Và chú còn nhớ là cái vòng trước á, con nói một câu là con yêu cái nghề của ba mẹ con, cho nên con hát cái lương. Mà bây giờ các bạn nhỏ thì hay lao đầu vào những cái game, những cái này cái nọ. Về văn hóa nghệ thuật thì cũng hơi ít biết, ít đam mê. Mà con lại tuổi này mà con đam mê cái bộ môn cải lương thì chú rất là ủng hộ. Anh Phong ơi, nếu mà anh đã lên tới đây rồi mà anh không tặng cho em nghe một câu gì, chắc là em buồn lắm. Rồi, đúng rồi. Nếu như mà anh Phong hát một câu giọng cổ thì Khánh Ngọc sẽ hát một câu cải lương. Dạ, còn hát. Anh hát trước. Dạ. Ghé chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Nhà Bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Hèn chi. Cái phần phát âm của bé Gia Nguyên chữ S rất là rõ. Vì nếu không có mẹ thì đuối rồi có cha.